mẹ cho một trái tim để yêu. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cô Phí Channel. Và ngày hôm nay thì Phương Anh đã dậy rất là sớm. Hôm nay thì trời đẹp, không nắng và hình như cũng chuẩn bị mưa. Thì tối hôm qua thì Phương Anh đã nhịn ăn rất là lâu, và để ngày hôm nay Phương Anh có thể đi ăn khắp Sài Gòn. Và người có thể đồng hành cùng với Phương Anh ngày hôm nay bật mí cho các bạn đó chính là... Còn ai khác đó chính là Bi Max. Xin chào các bạn. Trốn từ nãy tới giờ. Cách đây 20 mấy tiếng là Phương Anh có nói với Bi là anh ơi, anh không được ăn, anh phải để bụng đói, để ngày hôm nay anh sẽ đi ăn và gọi là trải nghiệm với em thật nhiều món ngon. Và đó cũng là một lời mời rất là cảm thấy rất là thú vị đó. Bi Max động lực bây giờ đói quá, mà không biết là ngày hôm nay mình sẽ đi đâu ta? Hôm nay thì Phương Anh sẽ giới thiệu cho anh Bi Max 2 món miền Bắc, còn anh Bi Max sẽ giới thiệu cho Phương Anh 2 món miền Nam. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng lên đường thôi. Go. Let's go. Bi bỏ cuộc rồi. Các bạn có hiểu không? Là tại vì cái quán phở này nó rất là hot. Theo Bi, đến tại vì hồi Bi đến đây nhưng mà vì hot quá mà bây giờ mới có 10 giờ thôi mà mấy chị là đã dọn hàng rồi. Là suy ra là quán này rất hot mà mình chưa biết. Ok. Chúng mình sẽ phải quay lại ở đây vào khoảng buổi chiều hoặc tối. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn món khác. Một món mà Phương Anh sẽ giới thiệu cho anh đi Bắc tới đây. Món gì nhỉ? Bánh cuốn. Yeah. Đi đó. Sau cái chữ bánh cuốn Bắc, đó chính là địa điểm mà Phương Anh giới thiệu cho anh Bi Max ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó. Đi hỏi đói quá. Sau khi đói mà đã miss quán phở thì đây là quán phở của chúng ta. Bánh cuốn tôm nhân thịt này, bánh cuốn nhân thịt này, anh thấy là mẹ đi ngủ. Wow. Bánh cuốn trứng, anh ăn bánh cuốn trứng rồi nhỉ? Như em nhớ ăn rồi, còn ăn nội mới chỉ một lần thôi. Ok, em ăn hai món đi. Cho em một bánh cuốn tôm nhân thịt và bánh cuốn trứng. Mà trứng của mình có trên sạch dưa luôn được không? Có được. Đó, được ok. Em ăn trứng hay lọc đào? Dạ, lọc đào. Cái gì nữa? Ủa sao vậy ta? Cái món thịt với tôm thì lại có kiểu khác. Nhưng mà ở đây là anh nhìn nói là bánh cuốn thì nó làm kiểu khác. Các bạn có thể thấy được ý kiến ở trong đây không? Nó đấy. Lòng đào nhé. Lòng đào nhé. Đây, địa chỉ nha bạn là Ngành phần. Đây là cái món mà mình rất là hay ăn, mì nữa lộn rất là hay ăn. Rồi. Em muốn cho nó vào nước mắm. Thơm. Bây giờ cho bạn nhé. Rồi mời các bạn. Nó sẽ có một cái độ giòn nhất định. Anh chấm mạnh tay đi. Nhấn mạnh tay là nhấn như này các bạn. Vỡ bát luôn. Rồi. Vậy nha. Em 1, 2, 3. Nói thật rằng các bạn vừa nghe cái tiếng không? Cái lớp bánh thì rất là mịn, không độ béo nhất nữa. Nhân thì nó rất là nhiều, giòn giòn hành phi nữa. Mà kiểu ngọt này nó không bị cứng. Đúng rồi. Nền. Chị làm liền á, chị làm nóng cho nên là khi mà các bạn tới đây các bạn ăn được nào thì làm liền nó ngon lắm các bạn ơi. Mình đã ăn xong. Sạch bách, không còn một cái gì. Sạch bách luôn, không còn cái gì. Đó nè, đây là chừa lại một miếng. Tại vì mình thích ăn cái nhân với lại ăn cái bột bánh ở ngoài đó. Đó. Là hồi nãy có hỏi quán á, thì mình đi quán nó có bánh gì bao lâu rồi? 6 năm rồi. Bạn này đã khoảng 6 năm rồi. Wow. Nhưng mà đã 6 năm thì cũng là một khoảng thời gian khá là dài các bạn. Nếu các bạn muốn ăn thử cái món này thì các bạn hãy đến đây cùng trải nghiệm nha, chứ bây giờ không thể nào tả được cảm giác nó nằm trong đây. Nó hài lòng, không có nói được. Rồi bây giờ là mình sẽ lên đường đi qua chỗ của Bi Max. Ồ. Dạ. Không biết Bi Max sẽ giới thiệu món gì cho Phương Anh đây. Giờ đi. Mình đi thôi. Xin chào mọi người. Và hôm nay là cái quán chả cơm. Đây là cái điểm đến mà Bi Max hướng dẫn Phương Anh đến ăn. Tại quán này chúng ta sẽ có cái gì trong đó thì vào đó mình biết. Ok. Bình thường mà đến đây thì là Bi Max ở đây thêm 2 phần hủ tiếu khô, nhưng mà ít hủ tiếu thôi, biết rồi. Dạ rồi. Hai lần thôi. Đây là rau cải cúc, sau này gọi là tần ô. Ai quên rồi. Đây có một loại nước chấm. Như nước chấm các bạn thấy nó phải là nước tương đâu, nó là một loại nước chấm rất là lạ. Nếu không đậm cà cuốn này đó mà nó có mùi nước tương, cái gì nước mắm mà nó ngọt ngọt, nói chung là đặc trưng. Xin một phần tấm mỡ, tấm khô. Đây các bạn ơi, cái tô đồ ăn nó là vậy nè các bạn. Đó, các bạn đã thấy nè, nó có thịt bằm, nó có đây này là tôm, nó có cái này nè, cái này mới là quan trọng là cái nâu nâu nè các bạn, nó là tóc mỡ với khô với lại làm riêng nè. Em chưa hết đâu, cái này thịt này là sườn non nó mềm nên không nói rồi, nó sẽ mềm và cái nước sốt này, cái nước sốt này nè các bạn ơi, mình trộn lên, mình chan một miếng nước này vô nữa thì tóc mỡ với tôm khô. Tóc mỡ này như là có nước tương ở trong. Cái tôm khô nữa người ta có làm rồi, người ta có chế biến một phần. Ôi. Xin mời mọi người. Nhưng mà món này thì Bi Max kiểu ngon nhất. Nghĩ là ngon đấy chứ rất là đông khách và trong đồ sộ như này. Mời. Vô. Anh lúc anh còn nhỏ mà nhỏ xíu luôn á, và cái quán này là nằm ở bên kia của Bình, mà sau một khoảng thời gian rất dài cái Bình nó mất tiêu rồi, bây giờ cái quán này nó đã thành một cái quán như thế này đây. Chuyện ở đây to đúng không? Đặc biệt đó là những cái sườn ở đây, khi các bạn đến đây các bạn ngoài cái món khô này ra còn rất là nhiều món có thể tìm, những câu cá nè, có mực nè, hải sản có cọp, có tim, mình rất là nhiều sự lựa chọn. Rồi các bạn ra đến đây các bạn thấy được một cái nồi xương to, để chủ yếu là để lấy cái nước này thôi nè. Ăn ngon, rất ngon. Mặc dù thì thực sự thì hủ tiếu không phải là một món mà tôi yêu thích, nhưng mà cái món này nó thay đổi hoàn toàn định kiến này. Xin mời các bạn ăn với bọn mình nhé. Không quên nữa, để giữ quán này các bạn. Ăn gần hết rồi, gần xong rồi mình mới nhớ được chia sẻ với mọi người ở đây là cái hủ tiếu Nam Vang, và hủ tiếu Nam Vang là Nam Vang ở đây ở Việt Nam mình gọi là tỉnh Nam Vang, nhưng ở bên Campuchia người ta gọi là Sinh Năm Bên, và Nam Vang, cái hủ tiếu Nam Vang cái gốc của nó là ở Campuchia. Cho nên wow, đây là một trong những cái món mà cũng có thể gọi là gốc Campuchia các bạn. Wow, hóa ra hủ tiếu Nam Vang là hủ tiếu của Campuchia. Hủ tiếu Sài Gòn. Sài Gòn. Đúng rồi. Tên gốc là Nam Vang nha các bạn. Yeah. Ok, hãy xem anh Bi Max ăn rồi. Ngon quá, giờ lấy cái này nè, chấm với nước tương này nè. Nó giòn mà nó không nói được. Ok. Xin mời ông Bi Max ăn hết tô hủ tiếu siêu to khổng lồ ạ. Nói chuyện đương nhiên rồi. Để cho tôi thơm thì chúng mình đang đi chơi. Ôi. Wow. Đây là lần đầu tiên mình chơi bowling sau bao nhiêu năm. Đây. Đây là tôi. Cái đẹp luôn đấy. Cái này là nông. Nó làm hơi nhậu. Tối thì mình sẽ đi cà phê ở trong này 117 Công Quỳnh. Cái quán nó có tên là ông chú cuối hẻm cho nên là nó sẽ cuối cái hẻm này. Ồ, ông chú cuối hẻm. Đi thôi. Thì chúng ta đã có một gốc gì đây nhỉ? Vải, lộn, thơm vải. Có thể là công việc của mình, cái đặc thù công việc là đã ở chỗ đông người rồi, cho nên là những không gian riêng tư cũng như là những khoảng thời gian cảm thấy gọi là thoải mái nhất là cái quán nó vắng như vậy. Và đây là một cái nơi mà thường đến lắm, mưa mà đây ngồi ngắm mưa, có cây cối rồi. Với lại cái quán này nó theo một cái style là vừa dành cho những người chơi xe nè, dành cho những người thích cái kiểu gì đó nó hơi cũ cũ xưa xưa thì đây là một cái quán này thì là rất hợp với mọi người. Đây những cái quạt, đây những cái quạt là thấy ngang tuổi nhau rồi đó. Cái đâu nó còn rất là nhiều đồ ở dưới nữa, nhưng mà chắc chút xíu nữa là khi mà đèn nó lên rồi nó sẽ lung linh hơn nhiều các bạn. Đây, đây là cây ăn ruồi. Cây ăn ruồi. Mà hình như có cảm giác như ruồi nó ăn được hết cái này. Như bị ruồi ăn lại. Như bị ruồi ăn lại. Mẹ cho một trái tim để yêu. Tôi thề với các bạn luôn á, tôi rất là thích nhìn Phương Anh những lúc mà bạn ấy em ấy nhảy, em ấy phiêu, bạn ấy nhìn đâu. Rất là nhìn gà đúng không? Rất là mặn mà luôn á. Chứ ai nói nhạc chứ không hề nhạc như nào. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh. Thích quá. Ok bye bye. Còn mình sẽ ngồi đây khi mà đến giờ ăn tối. Bây giờ ăn tối. Mình chinh phục quán phở sáng nay. Yeah. Sau khi đi cà phê xong thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại với quán ăn sáng nay chúng ta đã bị miss. Đó chính là phở cú te. Wow. Hồi sáng không biết như thế nào nhưng mà bây giờ đang rất là đông nha các bạn. Bây giờ mình vô thử coi nó sẽ như thế nào. Ở đây. Rất nhiều này. Mà tô phở nào? Tên. Cái kiểu của món này là cái tỏi này, tại vì cái tỏi này nhâm chấm nên là nó chỉ nó có vị chua ấy. Chứ anh phải ăn thử. Chứ nó không hề có vị thăng của tỏi. Là anh sẽ cho một anh vị Trước mặt của bạn có màu gì vậy? Nó thơm các bạn. Tại vì giờ mình lâu ăn quá rồi. Quá thơm luôn. Tại vì nó săn nữa. Tái đập mềm đúng không? Còn này là xào rồi cho nên nó săn lại. Và cái thịt lái này nó được xào qua với lửa, có mùi vị của lửa ấy, nên là nó rất là khác, rất là đặc trưng kiểu miền Bắc. Bi mới vừa bơi trong tô phở các bạn, nhưng mà may rằng là bơi cũng gần tới bờ. Cái Phương Anh là giỏi nhất nè. Đây là đây là sự khác biệt giữa người Bắc và người Nam. Người Bắc thì lúc nào phần ăn của phở rất là nhiều, còn người Nam thì ăn rất là ít, nên là sự ăn của anh trong bát phở này cũng là bơi luôn. Bát phở đây các bạn nó rất là nhiều ấy, nên là có lẽ là ăn của anh nên là hơi khó để có thể vượt qua bơi lội này. Ngon là ngon ha. Bạn hãy đến đây và đây là địa chỉ quá. Vậy là anh đã giới thiệu xong hai món cho anh Bi Max. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn thêm một quán nữa của anh Bi Max giới thiệu với anh. Đó chính là chờ đi. Phí Phương Anh. Mình đã gọi thạch sen nhãn, còn anh Bi Max đã gọi cái quả này thì gì đấy nhỉ? Kêu bao món là cái nhãn nhục nè rồi. Đã có rồi. Đây là thạch sen nhãn. Đây là gì? Đây là nhãn nè. Nhãn nè, củ năng, thạch sừa. Trông rất là Trung Hoa. Xin mời các bạn. Nhãn rất ngọt của bác. Nhiều nữa. Nhiều là chè. Nhiều là nước lọc. Bao chè. Chưa thỏa mãn với hai món chè này, mình sẽ gọi thêm một món nữa. Cúc bạch chè. Mà muốn gấp được con thú á, thì việc đầu tiên mà các bạn thấy khoảng trống ở đây không? Mình phải kiếm một con thú ở đó, mình lắp cái khoảng trống ở đó thì mình mới bắt được cái con tiếp theo để bỏ vô, đúng không? Giờ mình thử nha. Các bạn ơi. Vô. Nó sợ vậy ba, sợ gì? Ui, chuẩn luôn. Ôi! Không đen nữa. Các bạn ơi. Này không phải là muốn chơi là dễ đâu các bạn. Trời các bạn không biết được mà cảm giác. Cho em cái cảm giác này nè. À giống như hôm nay mình xem phim Annabelle ấy. Mình không còn gì để nói luôn các bạn ơi. Thôi con này mềm ghê á. Ủa đâu rồi? Hồi nãy mình vẫn còn. Hello mọi người. Mình tiếp tục mình qua con này. Trời ơi, còn nói gì nữa. Các bạn ơi, tí nữa con. Ba con là vậy, đây cũng là đủ chi tiêu của các bạn. Và mong rằng em sẽ vui vì hôm nay chúng ta đã có hoạt động cũng như là có một hoạt về nữa. Trời ơi, nhiều quá. Yeah. Và mong là các đồ ăn ngày hôm nay chúng mình giới thiệu sẽ có trong cái list ăn chuẩn bị tới của các bạn. Yeah. Và nếu mà các bạn đã muốn cho Phương Anh và Kiều và anh Bi Max làm gì thì hãy comment ở dưới để chúng mình có động lực cho những phần tiếp theo. Có khi là cũng sẽ lâu đây vì họ mình rất là bận. Nếu mà các bạn yêu thích video này thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Phương Anh để cùng chờ những video tiếp theo nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.